trong xanh, cuộc đời vẫn tươi vui. Dù mình đã 30 mà nhìn vẫn xanh tươi, ngày ngày vẫn cô đơn, nụ cười vẫn trên môi. Bạn bè xung quanh năm dòng chơi bao tháng ngày, em lẻ loi không có nghĩa cô đơn trọn đời. Mà chi trên thế gian có biết bao chàng theo em, khi đã yêu là em yêu trọn một đời. Em lẻ loi không có nghĩa cô đơn trọn đời, chưa muốn yêu ghen tuông giận hờn mà chi trên thế gian có biết bao chàng theo em. Là em yêu trọn một đời, khi đã yêu là em yêu trọn một đời. Suốt đời đấy nha. Bảo đừng có gọi nữa mà cứ gọi hoài. Giỡn mặt với tôi hả? Dám không nghe điện thoại của anh hả cưng? Thiệt là cưng xử tốt với cưng một chút là cưng lại tỏ ra không ngoan liền. Con chim hoàng yến xinh đẹp của anh em sẽ phải ngoan ngoãn nghe điện thoại của anh thôi. Chị Yến, Lễ Tân có nhờ em gửi thư cho chị. À, chị cảm ơn. Tưởng là em đang bận không nghe điện thoại của anh được chứ. Em nhận được quà của anh rồi đúng không? Từ hỏi anh đang làm cái trò gì vậy hả? Em bình tĩnh đi cưng. Nói chuyện qua điện thoại không có tiện. Anh đang ở quán cà phê cũ nè. Ra nhanh đi, anh đợi. Anh nhớ em nhiều lắm. Làm cái trò gì vậy hả? Anh nhớ em quá cho nên mới gọi em ra thôi. Vậy mấy tấm hình thì sao?
Tại sao lại gọi đến công ty tôi? Đó là ý gì? Dạ chị Dung Nhi ạ. Cho nước cam đi. Dạ. Nói đi. Anh thấy em đang say hạnh phúc quá mà không nhớ gì tới anh hết. Cho nên anh muốn gửi nó tới để nhắc cho em nhớ chuyện tình của hai đứa mình đó mà. Chuyện của tôi và anh đã chấm dứt rồi, chẳng còn dính dáng gì nữa hết á. Dù gì chúng ta cũng có những giây phút mặn nồng mà. Em đừng có đối xử với anh như vậy chứ. Em đừng còn quên, em đã là người của anh. Em đạt được mục đích rồi muốn đá anh hả? Không có dễ đâu. Nè, em không muốn đám cưới của em bị cản trở chứ? Không có bất cứ một người đàn ông nào thích vợ của mình lên giường với thằng khác. Anh thằng Sơn Phong mà nó biết em là người của anh thì không biết cái mặt nó xinh như thế nào hả? Tôi cấm anh, tôi cấm anh không được để lộ những tấm hình đó, nghe chưa? Yên tâm yên tâm, chỉ cần em biết điều thôi, anh sẽ không nói cho bất cứ ai biết được chuyện đó đâu. Tốt nhất là anh nên im lặng đi. Nói ra điều này cũng chẳng ích lợi gì cho anh đâu. Rốt cuộc thì anh muốn cái gì hả? Đừng có giận, đừng có giận. Anh chỉ muốn anh với em ôm lại một chút kỷ niệm cũ trước khi em làm đám cưới thôi. Anh... Anh cái gì? Em có đồng ý không? Nè. Đó không có dẫn rồi. Chơi được đâu nha. Anh không có dẫn chơi. Nè, em coi đi. Đó. Hả? Em coi đi. Hoàng Yến với Sở Danh. Đúng sao rồi. Sao hai người họ lại? Đó. Chuyện này có thật không anh? Anh nói thật. Nếu như mà em vẫn không tin thì em với anh vào đó đi kiểm tra đi. Đi. Hoàng Yến. Em thấy chưa? Còn gì để nói nữa không hả? Đồ trơ trẽn, gớm ghiếc. Chị à, không phải như chị nghĩ đâu. Em bị quan chi à? Cô im, còn quan nữa hả? Chính mắt tôi thấy mà cô còn nói quan nữa hả? Cô đúng là loại người dơ bẩn, loại đàn bà hư đôi. Xích chút xíu nữa tôi đã hại em trai của tôi rồi, ép nó phải cưới một người đàn bà với cô. Chị ơi, Hoàng Yến à, cô á muốn đặt ra mục đích mà gây ra biết bao nhiêu chuyện hại người. Con người cô quả là độc ác thật đó. Chị ơi, không phải như vậy đâu chị à. Chị tin em đi chị. Còn không phải nữa hả? Lần này cô tính cấu kết với thằng khốn nạn này để hại gia đình tôi đúng không? Ê, con mẹ già kia. Ê, mày nói ai già mày? Tôi nói bà đó. Mày nói lại coi. Tôi nói bà đó. Mày. Được không? Nguyên một cái nhà của bà từ trên xuống dưới mới là khốn nạn đó. Cặp khốn nạn tụi bay nè, hai đứa tụi bay nè, tính cấu kết để hại gia đình tao đúng không? Trời ơi, cặp người ta cặp đôi hoàn hảo đẹp vậy mà, chỉ có bà mới là khốn nạn thôi. Anh mày đi. Em. Chị à, em là chị, em chỉ yêu một mình anh Sơn Phong thôi, em không có yêu ai hết á. Tất cả là tại hắn đó chị, hắn hại em đó chị. Cô cứ đi chung quà, đặng hại em đó chị. Cô đúng là đồ rác rưởi, đồ dơ bẩn mà. Cô tưởng là tôi dễ dàng tin cô một lần nữa sao? Thấy chưa, em có thấy rõ ràng chưa? Cái nhà của người ta từ trên xuống dưới không có ai yêu thương em hết. Chỉ có anh mới yêu thương em nè. Anh cầm miệng lại cho tôi. Cầm cái gì? Con bà nữa. Trời ơi, dám dắt trai vô khách sạn. Nè, anh đang nói cho đàng hoàng nghe chưa? Không thì tôi sẽ không tha cho anh đâu đó nghe chưa? Mày tỉnh đi anh bạn. Anh bà già này không phải tay vừa đâu. Mày. Trời ơi, chính bà là cái người bày kế ra đưa gái vô tới tận phòng cho thằng em trai bà.
để ép cưới à, mày. Ông cũng đâu có ngoại lệ. Anh câm miệng đi. Nín đi. Một con mẹ già này nữa. Trời, đồ già mà không nên nết. Mày đánh trai là tùm tướp à. Tao cũng nè. Đi về em. Đồ dơ bẩn. Chị kể đi. Chị mong thường. Chết ra. Chị Thường ơi. Mẹ đó. Trời ơi. Chị Yến, sếp nói khi nào chị tới thì em gửi chị cái này. Sơn Phong, anh cạn tình cạn nghĩa với tôi quá đó. Chị tính đi đâu? Với gì nữa? Hôm nay sếp bận lắm, nói là không tiếp ai hết. Đồ khốn nạn, tính dắt chanh bỏ vỏ hả? Với tôi như vậy hả? Cô còn dám gọi điện thoại cho tôi nữa hả? Đồ trơ trẽn. Dạ em gọi cho anh Phong không được. Em lo quá, không biết ảnh như thế nào cho nên là em gọi cho chị. Nè, cô không cần phải lo cho em tôi. Nó đang rất vui vẻ và thoải mái vì biết được bộ mặt thật của cô đó. Nè, tôi nói cho cô biết, nó sẽ cưới Dung Hòa. Vì vậy cô đừng gọi điện thoại làm phiền nó nữa, nghe chưa? Chị nói cái gì? Anh Phong cưới Dung Hòa. Còn em thì sao hả chị? Ai cũng biết là tụi em sắp đám cưới mà chị. Ngay cả mẹ em cũng về quê thông báo cho tất cả mọi người biết hết rồi. Anh Phong không thể nào đối xử với em như vậy được. Cô nói chuyện nghe mắc cười quá à. Cô đối xử với người ta như thế nào? Sao bây giờ lại hỏi như vậy hả? Khi cô giở trò hại người ta, cô có nghĩ tới cảm giác của người ta không? Cô đúng là cái thứ mặt dày, trơ trẽn hết chỗ nói. Không phải cũng chính chị ủng hộ em làm những việc như vậy sao? Em làm tất cả cũng vì anh Sơn Phong mà chị. Cô nói vậy mà không biết ngượng miệng hả? Tôi giúp cô vì nghĩ là cô thật lòng thương em trai tôi. Nhưng tôi đâu có biết được cô là cái hạng người, cô là thứ rắn độc như vậy. Cô chỉ thương cái bản thân cô thôi, cô không thương ai hết á. Cô làm ơn biến đi giùm tôi, đừng làm phiền tôi nữa. Ơ chị. Lũ khốn nạn, dám đối xử với tôi như vậy hả? Nhìn cái gì? Trai muốn gì em lấy cho. À, ủa cô là, cô có phải là người của anh Sơn Phong đúng không? Dạ không, chắc là anh lầm người rồi anh. Tôi không lầm, đúng là cô rồi.
sao cô nói là cô giàu lắm mà bây giờ cô bán tạp hóa là sao? Cô đúng là kẻ lừa đảo rồi. Tôi sẽ lên báo công an. Đi. Tôi đã nói là anh làm người rồi mà. Buông tôi ra. Tôi không buông. Cô đừng có hòng. Tôi sẽ dẫn cô lên báo công an. Coi lúc đó cô còn chối cãi nữa không. Cô có biết là tội lừa đảo, xúc phạm người khác là tội nặng lắm không? Anh tha cho tôi. Không liên quan gì tới tôi mà. Sao lại không liên quan? Là người khác thôi tôi làm. Tôi chỉ muốn kiếm tiền thôi mà. Anh tha cho tôi. Thôi, bớt uống lại đi. Tất cả là tại anh mà ra. Tại anh mà ra. Tại anh mà tôi mới ra nông nổi như vậy nè. Tại anh đó. Nè, em bình tĩnh lại coi. Đâu phải mất sân phòng là mất hết tất cả đâu. Còn cái gì nữa mà không tất cả? Còn cái gì nữa mà không tất cả? Hả? Cũng chỉ vì dây dưa với anh. Cũng chỉ vì dây dưa với anh mà tôi mất hết tất cả, anh có biết không? Tình yêu, sự nghiệp, là tất cả đó đồ khốn. Em bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại đi Hoàng Yến à. Em phải nhớ một điều. Thằng Sơn Phong đã đồng ý cưới em là do em bày mưu lập kế. Chứ nó có yêu thương gì em đâu. Em cũng biết là người nó muốn cưới là Dung Hòa mà. Trước giờ anh thấy em lúc nào em cũng yêu thương nó, lo lắng cho nó. Vậy mà nó không bao giờ biết trân trọng cái tình cảm của em dành cho nó. Tôi hận anh ta. Trong khi đó nó cưới Dung Hòa, nó chơi qua mặt em. Để cho bà cụ già đó chảnh chè lên mặt với em luôn. Các người đừng dối mơ. Đúng, em không thể nào thua con Dung Hòa thảm hại như vậy được. Em không nên để cho tụi nó đám cưới được với nhau và sống hạnh phúc với nhau. Tôi không cho bà đám cưới trong êm đềm đâu, Dung Hòa. Đúng rồi, anh với em phải hợp sức lại để xử tụi nó. Tôi thật lòng xin lỗi chị và gia đình. Chỉ vì cái chuyện hiểu lầm không đáng có mà tôi làm những cái chuyện không hay. Để chị, mà nhất là cháu Dung Hòa bị tổn thương, thật lòng tôi ái nái lắm. Dạ, mọi chuyện một phần lỗi cũng do con. Con đã khiến cho má và chị hai hiểu lầm em Hòa và cả gia đình bác nữa, mà cũng không giải thích được. Thôi, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Tôi cũng không muốn giữ trong lòng làm gì. Chị và cháu cũng đừng có ai nấy nữa. Chị không để ý đến chuyện cũ nữa hả chị? Dạ. Tôi mừng quá. Dung Hòa. Dạ. Bác đã làm khổ con rồi. Hai đứa phải xa nhau vì bác. Bác thật lòng xin lỗi con. Bác đừng có nói như vậy. Bác không có lỗi gì hết. Chẳng qua là mọi chuyện bị hiểu lầm thôi. Bây giờ mọi chuyện sáng tỏ rồi. Con mừng lắm bác ơi. Đáng ra đó, bác phải nhận ra con là đứa hiền lành, nhân ái từ sớm rồi kìa. Tôi cũng từng hiểu lầm Sơn Phong, tưởng nó là một người đàn ông không ra gì, chuyên đi lừa đảo phụ nữ. Giờ thì mọi chuyện đã rõ rồi, tôi lại thấy thương nó chị ạ. Cũng vì thương con Dung Hòa nhà tôi mà nó phải chịu khổ sở như vậy. Bây giờ thì chị không cấm cản Dung Hòa với Sơn Phong nhà tôi đến với nhau nữa phải không chị? Dạ, mọi chuyện cũng đã sáng tỏ rồi. Mà chị cũng không có hiểu lầm con gái tôi nữa. Thì tôi còn có cớ gì mà ngăn cản tụi nó kia chứ. Vậy thì hay quá. Tôi cũng tính bàn với chị. Dạ. Tính cho tụi nó sớm sớm chút đi. Hai đứa nào cũng già sắp tới nơi rồi. Mà nhất là con Ngân Nga nhà tôi, nó đang mong để ẵm em đó.
Con nít mà đánh thuốc mê nó làm cái gì? Rồi ảnh hưởng tới sức khỏe của nó rồi sao? Ảnh hưởng thì cũng phải chịu thôi. Lỡ như ngoài đường ngoài xá nó la lối ông sùm, bể hết mọi chuyện thì sao? Chăm sóc nó đi. Nói chung tiền từ ba của nó, hai đứa mình tha hồ mà di du. Còn thằng kia, gọi điện đi mày. Đợi em chút đại ca. Em ơi, lỗi là do chị. Chị không cẩn thận. Trời ơi, bé Ngân Nga mà nó có chuyện gì chắc chị. Chị ơi chị, chị đừng có khóc nữa mà. Bây giờ quan trọng nhất là mình phải bình tĩnh. Giờ sao em? Trời ơi. Ai gọi vậy anh? Nghe nghe đi em, nghe đi. Alo. Mày là cha của bé Ngân Nga phải không? Tao đang bắt giữ nó đây. Con bé sao rồi? Mày muốn gì? Đừng hại con tôi. Mày muốn con mày sống thì kiếm cho tao 5 tỷ. Tao cho mày 3 ngày để chuẩn bị tiền đó. Alo, khoan đã. Alo. Alo, con gái tôi, alo. Tôi chết rồi. Đúng rồi em ơi. Như vậy là bắt cóc tống tiền thiệt rồi. Mày báo công an đi anh. Đúng rồi, báo. Báo công an đi em, báo đi em. Khoan đã. Mình mà báo công an bây giờ, con bé sẽ rất nguy hiểm. Trời ơi. Nhưng mà với cái thời gian ngắn như vậy, mình tìm đâu ra được 5 tỷ chứ? Ba mày dám phá tao. Lần này tao sẽ cho ba mày chịu khổ một lần. Không đưa cho tao 5 tỷ thì mày đừng hòng sống sót trở về. Ở đây là đâu vậy? Con muốn về nhà. Ê, ở đây đi. Khi nào ba mày đưa tiền cho tao thì tao cho mày về. Con không muốn ở đây, con muốn về nhà với ba Phong. Đánh! Tao ghét cái tên chữ Phong đó kìa chưa? Đánh chưa? Ăn đi! Con muốn về! Tao biểu mày ăn đi! Không, con muốn về! Bệnh viện nó vậy làm sao mình ăn được? Em vẫn còn thương nó quá hả? Hay là em lưu luyến thằng cha nó vậy? Bỏ miệng nó ra cho nó ăn cơm! Không nó chết, ai chịu? Mày, im mình! Trước sau gì nó cũng chết thôi! Nói cái gì vậy? Nó thấy mặt chúng ta hết rồi. Bộ con muốn vô tù hả? Mày đánh chưa? Đánh đánh cái gì? Ông càng đánh nó càng khóc thôi. Cô bà ý con muốn về. Cho con về với ba đi. Con muốn về với ba con. Bước qua đây ăn cơm. Ép cho nó ăn đi. Chưa có lấy được tiền thì nó chưa có chết được đâu. Nếu con muốn về á thì lo mà ăn cơm đi. Nè, con muốn về cô Yến ơi. Cho con về với ba đi con. Không, con muốn về. Không muốn ăn. Muốn về thì ăn cơm mau đi. Tôi và Dung Hoa vừa rút hết các tài khoản trong các ngân hàng và các khoản khác theo đúng ý của ông. Nhưng số tiền chúng ta hiện có chỉ ngoài 2 tỷ thôi. Chị thì chỉ còn hơn 300 triệu tiền mặt thôi. Còn những tài sản khác thì không thể nào đổi ra tiền mặt vào lúc này. Thực ra rất khó để gom đủ 5 tỷ. Alo. Sao? Mày chuẩn bị tiền cho tao chưa? Anh cho tôi nói chuyện với con gái tôi trước đi. Con mày đã ngủ rồi. Các anh làm gì nó? Mày yên tâm. Tao chỉ cần tiền thôi. Tao chưa đụng tới một sợi tóc của nó đâu. Ngày mai tao sẽ nhận được tiền chứ. Anh mau cho tôi nói chuyện với con gái tôi đi. Ngày mai
mày chuẩn bị đầy đủ tiền đi, rồi mày sẽ gặp nó. Tiền tôi đang chuẩn bị, nhưng tôi cũng cần biết con tôi như thế nào. Anh cho tôi nói chuyện với con gái tôi đi. Ba mày gọi nè. Ba ơi. Ngân Nga. Ngân Nga. Ngân Nga hả? Ba này con. Mày nghe tiếng con mày rồi đó. Hiện giờ á thì nó vẫn bình an vô sự. Nhưng nếu mà ngày mai á mày mà không đem tiền tới thì mang xác con mày về chôn đi. Mình có cách nào huy động thêm tiền mặt không? Dây nóng không được. Không có được đâu. Không thể để cho chúng làm càn được. 5 tỷ không phải là số tiền nhỏ. Mình phải báo công an thôi. Cẩn thận nha. Trương Tinh. Trời ơi. Chết rồi. Sao nó sốt cao quá vậy? Tình hình kéo dài như vậy thì con bé chết mất. Mày đang làm cái trò ngu ngốc gì vậy Yến? Đi con. Dậy. Con dậy đâu rồi? Cô nhỏ ở đây đâu rồi? Cô nó nằm ngủ đây mà. Ngủ đâu? Cô Yến đâu? Mày á, cô Yến chứ không ai hết. Chạy đi tìm nó cho tao. Dạ đi. Mày. Cô Yến ơi. Cô sao không con? Con chạy hết nổi rồi. Ráng đi con, ráng chút đi, ráng đi. Sơn Phong hả? Em đang ở cùng với bé Ngân Nga ở khu nhà quan nè, ở khu bãi sậy á. Anh chạy tới liền nha. Chuyện gì em sẽ nói với anh sao? Nhanh nha. Chạy đi con. Quỷ! Cô đang ở đâu vậy? Lại đây coi. Đứng đó làm gì? Được thả bó lên. Nhanh lên. Dạ. Mọi người nhanh lên, chia nhau ra tìm đi. Rõ hả? Quỷ, đứng đây làm gì? Đi tìm nó coi. Nhảy lên. Bên này. Đứng đó kìa, đuổi theo. Rõ. Đi. Nhảy lên.
Nguyễn Cái rồi chạy nhanh dễ sợ. Mày đứng đó nhìn cái gì? Đi tìm nó coi. Dạ. Dạ. Nó kìa. Nó kìa. Nó kìa. Bỏ con mày ra. Đúng rồi, chạy vô đây. Ra, ra đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Buông nó ra đi. Nó còn nhỏ, nó không biết gì hết đó. Buông nó ra. Buông nó ra. Buông nó ra. Buông tôi ra. Để cho nó về. Cái cả đám cũng biết không? Hả? Hả? Nó đây, chạy xe với thảo ô tô. Mày sao mày giết nó? Đừng đánh lên. Đừng nghe. Đừng đánh lên. Quảng Yến. Đừng nghe. Quảng Yến à? Con có sao không? Sao Quảng Yến? Quảng Yến. Trời ơi, Quảng Yến chảy máu nhiều quá. Quảng Yến chảy máu nhiều quá. Đưa tới bệnh viện đi. Được rồi. Nhanh lên. Lên. Ơi, con. Con tỉnh rồi đó hả? Mẹ, mẹ lên nơi nào? Cô Dung Hòa cô gọi điện cho mẹ. Cô nói là con bị thương. Trời ơi, mẹ lo lắng quá chừng à. Mới chạy lên đây liền với con nè. Con xin lỗi đã làm cho mẹ lo lắng. Mẹ mới là người có lỗi với con á. Mẹ với ba là gánh nặng, bắt con phải lo lắng. Nhưng mà thôi, con đừng có lo nữa nha. Ba con đã xin được cái công việc làm bảo vệ gần nhà đó con. Mà lúc này ông cũng bỏ rượu luôn rồi. Vậy thì tốt lắm. Khi nào mà con khỏe lại, con sẽ về nhà ở với ba mẹ một thời gian. Con nói thiệt nha. Đừng có khóc nữa. Ráng khỏe nha con. Dạ, con chào bác. Thôi hai đứa ngồi chơi với Yến nha. Bác đi ra quầy lấy thuốc cho nó. Dạ. Dạ. Em đã đỡ hơn chưa? Dạ, dạ em đỡ hơn nhiều rồi chị. Chắc vài ngày nữa là em được xuất viện rồi. Em đáng nghỉ ngơi cho khỏe. Anh đến để báo cho em biết Sở Danh với đồng bọn cũng đã bị bắt rồi. Anh cũng mới xin miễn tội cho em. Vì dù sao em cũng chỉ bị Sở Danh lôi kéo thôi. Dạ em cảm ơn anh. Ngân Nga sao rồi anh? Em xin lỗi vì em mà Ngân Nga. Ngân Nga không sao em à. Rất may là em đã thức tỉnh kịp thời, cho nên con bé không gặp nguy hiểm. Em xin lỗi. Em đã rất hối hận. Em đã có lỗi với mọi người. Em đã làm bao nhiêu chuyện để hại chị Dung Hòa, để chị không đến được với anh. Và bây giờ lại còn thêm bé Ngân Nga nữa. Thôi, lỗi phải gì. Chuyện đã qua rồi thì cho qua luôn đi. Bây giờ ai cũng bình an vô sự là được rồi. Trong chuyện này á, mọi người phải cảm ơn em mới đúng. Vì em đã cứu bé Ngân Nga. Dung Hòa nói đúng đó. Em đừng có lo nghĩ nhiều. Ráng nghỉ ngơi cho khỏe. Anh với Dung Hòa cũng như là mọi người, không ai chấp thờn hay là ghét bỏ gì em đâu. Em cảm ơn. Mọi người tốt với em quá. Ê tụi bay, nhớ là phải cầu nguyện cho tao sớm sớm gặp được bạch mã hoàng tử của lòng tao nghe chưa. Đừng có ích kỷ mà tự cầu nguyện cho một mình mình đấy nha. Rồi biết rồi. Cái gì vậy? Từ từ. Cầu nguyện là một đứa cầu nguyện cho tao là được rồi. Đừng có ba đứa mà cầu nguyện cho tao cùng một lúc. Làm tao được ba bạch mã hoàng tử làm sao tao xài cho hết chứ. Rồi. Thiệt khổ ghê vậy đó. Hehehe
Vô. Nâng lên. Vô. Vậy gì? Thèm lắm phải không? Bộ tính chờ con gái đỡ đầu của tao nó xài rượu hay sao vậy? Uống nước trái cây đi. Biết rồi. Ba má mày có giận mày khi mà mày dám ăn cơm trước kẻng không vậy? Giận á thì cũng giận lắm. Nhưng mà hả, từ lúc mà ông bà nghe tin á, sắp sửa làm ông bà ngoại, trời ơi, mừng hết lớn luôn. Bà má tao hồi đó cứ lo lắm là tao lớn tuổi không có sanh con được, cho nên bây giờ mọi chuyện xí xóa hết trơn. Với lại tụi mày nghĩ đi, mình cũng đâu phải gái mới lớn tuổi đôi mươi đâu, mà khôn 3 năm dạy 1 giờ chứ. Thôi mày đừng có lo, cái tướng mày tao nhìn thôi ha là tao thấy nhiều con lắm. Phải không đó? Tụi bay, tao tính đám cưới xong á là tao có em bé liền. Hả? Dạ. Ủa sao mà ham hố quá vậy? Tại vì á, nhìn Diễm Lệ mà tao thèm lắm. Bé Ngân Nga cũng đã lớn rồi, nếu như mà tao có con liền á, chắc anh Sơn Phong ảnh mừng lắm. Cố lên. Được đó. Chúc mừng ngày hội độc thân cuối cùng của Dung Hòa. Vô. Nhóm mình giải tán rồi á thì tao sẽ tham gia hội độc thân trên Facebook. Ở đó thấy cũng xôn tụ lắm đó mày. Thôi. Gì vậy? Gì đừng vậy? Có mời tao, tao không có tham gia đâu ha. Ai mà thèm. Bây giờ nè, lo nằm ở nhà, lo cho con, rồi lo kinh tế nữa, rồi bắt đầu suy nghĩ cách làm sao mà chăm sóc cho em bé nữa. Trời ơi, thấy mệt quá, nhìn con Thu Hồng nó khỏe re, ai cũng ganh tị hết trơn. Trời ơi, tự nhiên không ganh tị với ai, cái ganh tị người độc thân. Người ta nói ganh tị với người đầy đủ đôi, có cặp kìa. Mày nói tao quá hả? À. Thôi đi, đừng có ganh tị với tao nữa. Mày yên tâm đi, mày sẽ cầu được ước thấy. Tao sẽ tìm người làm mai cho mày, chịu chưa? À, cũng được. Ê, còn con Hồng nè, vẫn tôn thờ cái chủ nghĩa độc thân hả? Chứ sao, một mình tao cũng đủ mang lại hạnh phúc cho tao là được rồi. Hồng ơi, Chương ước gì Hồng là con trai để Chương thương yêu Hồng nhóm. Về quá ghê quá. Mày bị lét hả? Lét cái đầu mày á, không theo bên mày nữa. Người gì đâu mà khô queo, cứng đơ cứng còng à. Trời ơi, hai đứa. Thôi ăn đi. Ừ ăn chứ, đủ đủ quá rồi. Nè. Cảm ơn. Thưa mẹ, con mới về. Ừ. Mẹ chưa ngủ nữa hả? Chưa, đợi con đó. Sao, tiệc độc thân của tụi con sao rồi? Thu Hồng và Văn Chương ôm nhau khóc quá chừng luôn. Diễm Lệ thì không dám khóc, tại vì sợ sau này sinh em bé ra mặt sẽ bị buồn. Còn con thì trốn về đây với mẹ nè. Thôi, nhóm độc thân mà làm gì? Đôi có đôi, cặp có cặp, tự nhiên lại đi lập mấy cái nhóm độc thân. Quá là dại dột đó chứ. Mẹ, vậy mà Thu Hồng vẫn tôn thờ chủ nghĩa độc thân đó. Vậy hả? Dạ. Con bé nó cũng mạnh mẽ thật đó. Nhưng mà mẹ chỉ lo cho con thôi. Sơn Phong từng có một đời vợ, lại còn con bé Ngân Nga nữa. Sau này con sinh thêm con, con phải nhớ cẩn thận về chuyện đối xử nha. Đừng để người ta nghĩ là mẹ ghẻ con chồng nha. Dạ con biết mà mẹ. Con thương Ngân Nga như là con gái của mình vậy. Bé đã không có mẹ từ lúc lọt lòng, con sẽ bù đắp cho bé. Mẹ cũng biết con gái của mẹ là vậy mà. Thôi đi ngủ sớm đi, mai rồi còn làm cô dâu xinh đẹp nữa. Dạ mẹ cũng ngủ sớm nha. Ừ. Con đi ngủ nha mẹ. Ừ.
Và bây giờ là nghi lễ trao nhẫn cưới, đánh dấu ngày Dương Hòa và Sơn Phong của chúng ta trở thành vợ chồng. Mẹ, chị hai đẹp quá ha. Ôi thật là lãng mạn, em thích quá đi. Vậy tại sao mình tổ chức cưới kiểu này cho lãng mạn em? Em thích phong cách này lắm. Ừ, anh cũng vậy. Xin chúc cho đôi vợ chồng mới của chúng ta có một tình yêu nồng nàn và luôn thành công trong cuộc sống. Dạ. Được rồi, trước khi quăng bông thì tôi cũng xin phép có đôi lời với tất cả mọi người. Thật sự hôm nay Sơn Phong và Dung Hòa rất là hạnh phúc, rất là cảm động khi khi mọi người đã dành chút thời gian quý báu để đến dự ngày vui trọng đại của Sơn Phong và Dung Hòa. Không biết nói gì hơn, Sơn Phong và Dung Hòa xin cúi đầu cảm ơn tất cả quý vị. Rồi rồi, chuẩn bị nha, chuẩn bị nha. Thôi chết, nam nữ thổ thổ bất tương thân. Anh ôm em, anh phải chịu trách nhiệm về cuộc đời em đó nha. Tất nhiên rồi. Chúc mừng chị hai. Đời vẫn tươi vui dù mình đã 30 mà nhìn ăn trộm, 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 con. Còn đây là văn chương bạn của Diễm Lệ. Biết rồi. Vậy hồi nãy mới nói gì đẹp đôi, đẹp đôi là sao? Thì cô gái này chỉ là bạn, anh đã nói rồi mà em không tin. Còn đây tình yêu duy nhất của anh. Ủa mà bữa nay không ai những bạn trai đi theo à? Làm bây giờ mà một mình anh ngồi trước bốn cô gái xinh đẹp như vậy, không khéo người ta hiểu lầm là chết à? Bởi vậy á, ta nói á, quen Dung Hòa chỉ biết Dung Hòa thôi, đâu có biết tới tụi này. Trương à, tao thấy mày hơi quá rồi đó. Nhóm tụi mình lập ra là để chơi vui thôi mà. Mà giờ Dung Hòa tìm được tình yêu, chúng ta phải chúc mừng cho nó chứ. Nói thiệt á, là tao không phải là người hẹp hòi. Nhưng mà mày nghĩ lại đi, anh Sơn Phong nè, có con gái riêng, đã dạy mẹ với chị với ảnh á, không có con Dung Hòa. Lỡ mà yêu ảnh á, rồi Dung Hòa nó khổ là sao? Em thấy dân chương nói cũng có lý đó. Ghen tuông giận hờn mà chi, trên thế gian có biết bao chàng theo em. Khi đã yêu là em yêu chọn một đời.